Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Và Thảo Yên sẽ có tin cập nhật liên quan đến vụ xả súng ở xe điện ngầm New York mà quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng thời tiết trong ngày hôm nay như thế nào? Lạnh hơn, sáng nay đi lạnh trở lại rồi Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay là thời tiết sẽ lạnh và đặc biệt là gió cũng sẽ rất là mạnh nữa thưa quý vị, cho nên là có khuyến cáo về gió lạnh của ngày hôm nay, và cái gió này đó sẽ kéo dài luôn từ đây cho đến gần hết tuần luôn, nhưng mà hôm nay sẽ là ngày mà gió lớn nhất ở trong tuần, và bắt đầu về dần cuối tuần đó quý vị mới thấy là nhiệt độ có tăng, nói chung là ấm áp hơn hôm nay thôi chứ không có tăng nhiều đâu. Nhìn chung nguyên tuần này vẫn sẽ rất là lạnh, với nhiệt độ trung bình là chỉ khoảng 70 cho đến 72 là cao thôi quý vị. Chỉ số giá tiêu thụ, tiếng Anh là viết tắt là CPI, để định ra xem giá cả chung trong một tháng như thế nào, thì tin tức này đưa ra cho thấy rằng rõ ràng liên tục từ nhiều tháng qua, giá tiêu thụ của người dân Mỹ tiếp tục tăng lên đều đặn. Và họ nói rằng chưa khi nào mà tăng nhiều đến như thế. Con số mới nhất vào tháng rồi là tháng 3 thì chúng ta có chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2, rồi sang đến tháng 4 chúng ta có số tháng 3. Thì sáng ngày hôm nay báo cáo ghi nhận được trong tháng 3 CPI chỉ số giá tiêu thụ tăng thêm 8,5% so với một năm trước. Khủng khiếp. Và tính từ tháng 12 năm 1981 đến giờ, chưa khi nào mà chỉ số này tăng mạnh đến như thế. Trong số đó, giá lương thực, giá năng lượng and shelter là giá thuê mướn nhà đó thưa quý vị, hoặc là chung cư đều tăng lên hết. Mà giá thuê mướn nhà là chúng tôi thấy là trung bình là 5% rồi đó. Chưa kể là đã tăng có nhiều nơi 8%, 10% nữa, nhất là những cái khu vực mà giá nhà cao ngất ngưỡng trong thời gian qua. Vì thế, người tiêu thụ Mỹ không những trả tiền lương thực cao, tiền ăn fast food, đi chợ, xăng quá nhiều, và kể cả tiền luôn cả tiền mà thuê mướn nữa, thì tất cả những cái thứ này cộng lại đó, so với tiền lương của mình thì nhiều người nữa là than trời quá luôn. Và đó cũng là lý do tại sao mà mức ủng hộ cho ông Tổng thống Joe Biden lại tiếp tục bị tụt giảm. Đó là một vấn đề, và hiện nay ông cũng đang điên đầu để làm sao làm giảm cái giá mà chính phủ Hoa Kỳ khó lòng mà kiểm soát được thưa quý vị. Trong khi đó, real worker earning, cái số tiền lương mà người công nhân có thể kiếm được đó, lại giảm thêm 0,8%. Cho nên họ nói rằng cái chỉ giá tiêu thụ mà tăng như thế, tức là lạm phát đó, tăng như vậy đó, nó gây ảnh hưởng vô cùng. Tuy nhiên, trong cái tin này thì tùy theo cái nhìn của người bên ngoài, người tiêu thụ như chúng ta đây đó, thưa quý vị, thì chúng ta nghĩ là thấy cái gì nó cũng tăng, cũng mệt mỏi vô cùng, không biết được nữa, chi tiêu ra sao. Nhưng mà đối với giới đầu tư đó, thì lại có một cái nhìn khác, lạc quan hơn. Họ nói chứ, tháng 3 vừa rồi, xem ra cái chỉ số giá tiêu thụ này lên 8,5 là nhiều, nhưng mà đỉnh điểm rồi. Từ tháng 3 này trở đi đó sẽ giảm. Họ nghĩ rằng trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 sắp tới đây đó, chỉ số giá tiêu thụ sẽ không còn cao hơn nữa.
8,5% là cao nhất rồi. Và đó là lý do thường đó, cái chỉ số này đưa ra sẽ khiến cho người ta quan tâm. Giới đầu tư ngày hôm nay lại mua bán trở lại. Ngày hôm qua đóng cửa nó xuống tới gần 400 điểm. Ngày hôm nay Dow Jones thì lên trở lại 182 điểm. Hy vọng là cái con số này sẽ màu xanh từ bây giờ đến lúc đóng cửa. Nasdaq lên trở lại 110 điểm, S&P 500 lên được 26. Thị trường Anh, châu Âu tụt giảm trong ngày hôm nay vẫn là mối quan tâm liên quan đến tình hình chiến tranh Ukraine. Nikkei Nhật Bản xuống tới gần 500 điểm, Hồng Kông lên 110, Thượng Hải lên 46 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay xuống chút đỉnh thưa quý vị, 2,7%. Giá dầu lên 6 đồng 25 sen. Nếu như vậy đó, có thể trong ngày hôm nay cái ngoài cái chuyện mà chỉ số giá tiêu thụ như vậy sẽ càng làm người ta quan tâm hơn nữa về giá dầu. Vàng lên 31 đồng 30 sen khá cao trong nhiều tuần lễ vừa qua, 1979 đồng 50 sen. Vâng, thưa quý vị, và cách đây hơn nửa tiếng có tin breaking news về cái vụ xả súng ở tại một cái ga tàu điện ở Brooklyn, thưa quý vị. Thì đây là hình ảnh ngay tại cái hiện trường xảy ra cái vụ nổ súng này, mà bây giờ đó theo sở cảnh sát NYPD, rất nhiều nhân chứng kể là khoảng một vài phút trước 8 giờ rưỡi sáng đó, một người đàn ông y mặc một cái bộ đồng phục giống như của nhân viên của MTA, là nhân viên làm việc cho cái ga tàu điện đó thưa quý vị, nhưng mà có đeo cái mặt nạ phòng chống hơi độc và cầm theo một cái túi rất là dài ở phía sau lưng. Thì bây giờ đó cảnh sát nghĩ là một cái cây súng, và y đã khi mà bước vào trong bên trong cái ga tàu điện đó, bất ngờ là coi y cầm cái súng bốc ra bắn loạn xạ hết. Tính cho đến thời điểm hiện tại có 13 người bị thương, và rất là nhanh sau khi mà bắn xong thì y bỏ chạy. Và bây giờ đó như quý vị thấy là ngay tại hiện trường là có luôn các xe đặc nhiệm của cơ quan phòng chống thuốc nổ ATF đó thưa quý vị. Là bởi vì lúc ban đầu đó rất nhiều nhân chứng họ sợ, bởi vì họ thấy có một cái thiết bị nó bốc khói ra, cho nên là cơ quan này được gọi, và cái nguyên cái ga tàu điện đó được sơ tán, mọi người được sơ tán. Nhưng mà ATF họ nói là đây chỉ là một cái smoke device thôi, chứ không phải là một cái thiết bị gây nổ. Và bây giờ đó, tất cả những cái cửa tiệm ngay cái góc đường số 36 và đường số 4 ở tại khu vực Brooklyn, trong vòng bán kính gần nửa dặm, và kể cả hai cái trường học gần đó là đều bị phong tỏa, không có ai được đi vào cái khu vực này. Trường học là lockdown, học sinh ở bên trong chỉ cho học sinh đi vào thôi, chứ không có ai được đi vào đó, hoặc là không ai đi ra khỏi hai cái trường học. Và bây giờ đó NYPD họ cho biết là bây giờ họ đang truy lùng một cái người đàn ông mà theo mô tả của các nhân chứng là có chiều cao là 5'5", khoảng 180 pounds thưa quý vị. Nhưng mà bởi vì y đeo mặt nạ cho nên là phía cảnh sát chưa cho biết đây là dân gốc Mỹ trắng hay là gốc Phi Châu hay là người như thế nào. Bản tin cập nhật nữa thì cho biết rằng loại mà hắn ném vào trong tàu điện ngầm này là có thể là lựu đạn cay. Và đây là bức ảnh ghi nhận ở bên trong. Sáng nay thì có nhiều hình ảnh ghê rợn lắm, máu chảy lùm tà la hết, cho nên chúng tôi không dám đưa. Đây là hình ảnh mà được xem là tạm đưa được. Thì quý vị nhìn thấy đó, khá nhiều những người gốc châu Á, có người thì dựa cột, bị thương, chấn thương ở đùi, có người nằm ở đây rồi, nghĩa là khói bụi tùm lum tà la, kinh hoàng lắm, cái cảnh tượng kinh hãi lắm, tưởng là xảy ra một cái vụ mà tấn công khủng bố. Nhưng mà họ nói rằng smoke grenade, lựu đạn cây ném vào đây, ít nhất 13 người bị thương, khói khắp nơi. Lựu đạn cây mà hít vào lúc này cũng mệt vô cùng. Cho nên nhưng mà họ bị chấn thương cho nên không cách nào mà chạy ra khỏi nơi đây. Nó là tán loạn hết tất cả luôn, như hình ảnh mà quý vị vừa nhìn thấy. Trong khi đó, tình hình liên quan đến chiến sự ở Ukraine, Putin càng ngày càng bị dồn vào chân tường. Trong suốt mấy tuần lễ vừa qua đó, chúng ta chỉ nghe thấy những cái thông điệp mà Putin đọc gửi đến quốc dân ở Nga thôi. Tin tức nói rằng y đang trốn ở trong cái tầng hầm để tránh nguyên tử. Vợ của y, con của y vân vân là cũng đưa đến hầm trú ẩn rồi.
Và bên cạnh Putin ngày hôm nay á, là những người mà hắn xem là thân cận nhất mà thôi. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua thì ông Ngoại trưởng Nga là Lavrov đã tuyên bố chính thức cái cuộc chiến này không còn là cuộc chiến giữa Nga với Ukraine nữa. Mà ông nói thẳng thừng là một cuộc chiến để ngăn không cho Hoa Kỳ tiếp tục nuôi cái tham vọng bá chủ toàn cầu. Ông nói rằng là Hoa Kỳ càng ngày càng lớn mạnh, lấn át Nga và tìm cách nghĩa là chiếm cứ nước Nga trong tương lai. Vì thế đối với Nga và trong đầu óc của Putin lúc này, cái vụ chiến giữa Ukraine không còn là giữa Nga với Ukraine nữa, chưa hết. Bởi vì qua cái cuộc chiến này chúng ta thấy rằng càng ngày một con chó điên nó sẽ càng điên hơn nữa nếu mà nó bị dồn vào thế chân tường và không còn một cái lối thoát, thì chúng sẽ nghĩa là cắn phá và sủa, nghĩa là làm dữ dội cho đến khi nằm yên một chỗ luôn. Thì đó là tình trạng mà các chuyên gia, phân tích gia quốc tế họ nói đến Vladimir Putin, Tổng thống Nga lúc này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo.